Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô mứt chim này sao cho đẹp nhất. Mình mong rằng trong quá trình mình tô màu mứt chim này được các bạn thấy đẹp và thấy hay. Hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh của họ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh.
bạn thích đẹp thế cho mình xin được đăng lên kênh của họ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn, trên đây mình đây là Sư Tử Con. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô môi trên này sao cho đẹp nhất. Mình mong rằng trong quá trình mình tô màu môi trên này, nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lời like và một lời đăng ký kênh của họ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Chéo lên hết gì hơi á à? À, em chéo lên đã gì hơi giỏi rồi. Đánh đít nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình. Các bạn thấy đẹp thế thì mình xin lại đăng ký kênh của bọn mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.